bây giờ mình nghĩ ngay bé Tường Lam này là cũng do nơi trong tâm của bé Tường Lam ngày xưa được là Phật ban, là tâm sáng suốt như đàn tiếp. Còn mình là mình nói là cái cô này, con bé này về Phật tiên thánh mượn xác xuống thì cái điều đó nó mình nói chứ không phải Phật nói. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào Úc. Nam Mô A Di Đà Phật, chào vợ chú. Dạ, hôm nay con có cái duyên đến đây để gặp Úc đây. Úc sống ở đây có mình nên, và Úc đang ở trong một cái cốc để tu. Thì hôm nay thì tụi con đến đây để chia sẻ những câu chuyện tâm linh, câu chuyện Phật pháp tâm linh của Úc đây. Thì hôm nay thì cũng có cái duyên đến đây thì cũng nhờ Úc chia sẻ lên cũng như là câu chuyện của bé Tường Lam. Thì vừa qua thì mọi người ai cũng đều mến mộ bé Tường Lam chân. Thì bé, tiếng nói của bé chắc là có cái quyền lực, cũng như bé nó chỉ nói là phát 1.000 cái gạo để bớt tội, nhưng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước ai cũng xem được cũng là yêu mến và cũng đều phát tâm làm theo. Tuy nhiên có một số thì cô chú anh chị trước kia cũng đã phát tâm rồi, nhưng mà bé nói lên thì cũng có nhiều cô chú anh chị cũng tìm hiểu và cũng làm theo bé thêm nữa. Thành ra bây giờ nhiều người đã phát tâm vì bé. Thì con hôm nay đến đây gặp được chú đây thì con cũng nhờ chú chia sẻ về câu chuyện của bé Tường Lam, coi như là cô bé đó có cái quyền lực gì, có phải là ở trên đưa xuống để cứu độ chúng sanh không? Nhờ chú chia sẻ giùm. Như tôi thì nó có cái gì, bởi vì cái căn duyên mà của cái người tu á, thì theo như tôi thì tôi suy nghĩ là cái bé Tường Lam này ngày xưa có một cái căn tu, cũng có một cái căn duyên đến ngày nay mà để trở lại. Bởi vì theo trong cái lời của mà ông Phật ông nói thì có cái tiền kiếp rồi hậu kiếp. Vì cái tiền kiếp trước có cái căn duyên với Phật rồi, bây giờ trở lại đặng mà lo cho đời thì lo cho đạo. Thì theo như tôi biết á, thì coi như là ông Phật cũng có nói là mình con người có học cái kiếp trước, bây giờ tiền kiếp của mình ông Phật cũng cho trở lại thì tâm sáng suốt đó, thì như đài nguyệt kiếm. Thì tôi nghĩ là cái con Tường Lam cháu này thì nó được cái tâm sáng suốt như đài nguyệt kiếm của Phật ban, cho nên nó trở về xuống để mà cứu vớt chúng sanh. Bởi vậy là trong khi mà đã có cái căn duyên với Phật thì đi bỏ xác thì trở lại học đạo cho hoàn toàn, là trở lại cứu vớt chúng sanh. Cái tôi không nghĩ là không biết được là cái chuyện mà vô vi ấy, không nói là cái bà nào hay là cái ông nào hay là cái những cái gì mà để mượn xác hay là cái gì mà để xuống đây để cứu chúng sanh hết. Thì tôi nghĩ là có cái là cái tâm sáng suốt thì cái tiền kiếp trước đã có học, cho nên kiếp này trở xuống đây thì được cái tâm sáng suốt đó như đài nguyệt kiếm. À, tánh trong như nước bích mùa xuân là con mà cháu này thì là tánh nó trong sáng như nước bích mùa xuân, nó ngay chân nó tốt đẹp như vậy. Cho nên phải cho là còn nhỏ tuổi này để chỉ dắt những vị mà người có tu với người không có tu thì nó sẽ khác biệt. Mà hôm nay để trở lại với cái phần của Tường Di này, Tường Lam chứ. Tường Lam này thì là dẫn dắt tất cả những mấy cái vị mà chưa có cái nhân duyên tu
Dạ. Cũng cảm nghĩ lại là thấy như cái cô bé Tường Lam này phải tu. Bởi vì cái cô bé này được cái đài Nguyệt Kiến đã cho Phật cho rồi thì trở lại để chỉ dẫn dắt chúng sanh. Thì trong đó là lời Phật nói rõ ràng nói như vậy, chứ tôi không nghĩ là bé Tường Lam này là Phật hay là tiên hay thánh hay là cái gì hết. Bởi vì mình đâu có ở cho đó đâu mà mình phải biết, nhưng mình biết là cái này là lời Phật nói là học đạo thì hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Dạ. Cái đó là lời Phật nói, là mình đang hiện giờ này tôi cũng đang học cái đó. Bây giờ mình không nói ai được, tại vì mình chưa có được cái nhân duyên. Dạ. Chưa được Phật ban. Đồ phải bỏ xác rồi mình mới trở lại mới cứu giúp chúng sanh được. Thì lời đó là lời Phật. Chứ còn bây giờ không có nói là cái bé Tường Lam này mà tiên hay Phật gì mà xuống mà tiên Phật cũng không biết được luôn. Ở đâu mà cho một mẹ mới trung gia cái nhà biết kinh, biết sai, giảng, biết này kia kia nọ vậy. Nhưng mà được nhờ cái tâm sáng suốt như đài Nguyệt Kiến. Có cái căn duyên với Phật hồi cái tiền kiếp trước. Chỉ vậy thôi. Dạ. Chứ không phải tiên Phật gì hết. Để trở lại để cứu vớt chúng sanh. Dạ. Rồi mà lại là còn cái tâm bố thí, tâm từ thiện. Rồi cái đó là tánh trong như nước bích mùa xuân. Cái tâm của cái con bé này thì hiện giờ nó cũng như nước vậy, nó trắng như giấy, như bột vậy, chứ nó đâu có biết cái gì là cái gì đó. Cho nên từ cái chỗ này mà còn nó còn phải than là cô bác, huynh đệ, anh em, những gì mà làm phước được hay những người gì làm thiện được là cứ làm. Chứ mình đừng nghĩ là tiên Phật hay là mình thánh thần gì hết. Yeah. Phật tiên thánh thì cũng do nó mình. Yeah. Rồi bây giờ mình nghĩ ngay bé Tường Lam này là cũng do nó trong tâm của bé Tường Lam ngày xưa được là Phật ban, tâm sáng suốt như đại nguyện kiếp. Còn mình thì mình nói là cái cô này, con bé này về Phật tiên thánh mượn xác xuống thì cái điều đó nó mình nói chứ không phải Phật nói. Yeah. Phật mượn xác thì không khi nào Phật nói cho mình biết. Yeah. Nó có gì được hưởng cái Phật ban để trở lại cứu vớt chúng sanh, để chỉ những người nào chưa phát tâm, chưa có làm những cái chuyện gì mà công đức, chỉ có biết là ăn xài phung phí, tạo những cái chuyện nghiệp ác. Yeah. Lành không phải trở lại con đường thiện là do nơi cái tâm sáng suốt của bé Tường Lam. Yeah. Mà theo như tôi nghĩ là bé Tường Lam từ khi mà đã ra đời chào đời mà cho đến bao nhiêu tuổi này, năm tuổi Tết này năm tuổi. Dạ. À, 6 tuổi này. Dạ. Thì cũng đúng cái chu kỳ mà của bé Tường Lam để là chỉ dẫn chúng sanh. Dạ. Cái gì cũng phải có cái chu kỳ. Rồi bây giờ đi học cái tâm sáng suốt này thì cũng phải tới cái thời kỳ mới nói được. Đi học thì phải có thi, nhưng đến khi mà mình được nghỉ hè mới thi được. Dạ. Nó có gì. À, tôi có nghĩ vậy đó, theo như mấy chú này để làm sao? Dạ. Đây, theo con thì con cũng thấy là như chú vậy đó, con cũng suy nghĩ như chú. Là cũng như là bé tu nhiều đời nhiều kiếp. Rồi hôm nay mới trở lại đây là để như độ chúng sanh vậy đó. Chứ không phải là nói là bé người Phật ở trên xuống thì con không đúng. À. Cũng như có nhân viên tu nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ là trả lại đây để mình độ chúng sanh, độ những người mà chưa thức tỉnh. Dạ. Ừ. Đây con thì con nhận định như vậy. À, thì dạ. Như chú nói á, thì nó cũng đi đúng vào cái ý của tôi. Bởi dạ. Vì mình ông Phật mình đã đi, tôi về đây tôi ở một mình nên tôi như thế này thì tôi dứt khoát, tôi nguyện là tôi phải theo Phật, làm theo Phật. Dạ. Bởi vì cái gì mình làm mà đúng y như Phật là mình sẽ thành Phật. Ấy như cho nên là như tôi là bên Hòa Hảo thì bây giờ cái bài cúng kính dương hương trước cụ quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Mà bây giờ cụ quyền thất tổ mình chứng lòng thiền mình nên biết đâu cụ quyền thất tổ mình đã xuống dưới đã mang tội. Rồi có ra được chứng cho mình không? Dạ. Lời của Phật nói mà.
Ngày nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Thì giờ quy y Phật, mình làm y như Phật thì mình thành Phật. Ngày nào mình làm phước thì ngày đó là Phật. Còn ngày nào mình làm quỷ thì ngày đó là mình quỷ. Yeah. Mình làm trật rồi, trật với lời Phật. Rồi mình đọc cái bài quy y, mình không làm y là thành cái gì? Không có thành cái được cái gì hết. Yeah. Không có thành được cái gì hết. Rồi cho nên mình phải tự mình suy nghĩ. Bây giờ mình trồng cây lúa thì giờ nó phải chỗ ra lúa. Trồng cây đậu chỗ ra đậu. Trồng cái gì thì chỗ ra nấy. Ông Phật nói trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Yeah. Mình trồng bông kiển không lẽ mình hưởng cỏ. Cho nên là cái gì mình làm y thì phải thành. Ông Phật ông làm gì thì mình làm y theo ổng đi. Yeah. Thì thành Phật vậy. Bị gì ông Phật cũng nói là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta, nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Tại mình làm, mình quay vô, mình làm, mình nhảy vô cái khổ, chứ mình không chạy ra cái khỏe của mình. Rồi mình được cái khỏe, cái mình chạy vô trong cái chỗ khổ đó, mình lấy thêm nữa, thì tức như mình phải khổ hoài đó. Yeah. À, thì bởi vì Phật có nói rồi, thì sẵn túi tham thì bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Giải cho tôi được 1 triệu thôi. À, giả được 1 triệu là cái 1 triệu mốt, 1 triệu hai. Giờ lên được tới 1 triệu rưỡi, cái muốn cho được 2 triệu. Chứ đâu có muốn trở xuống đâu, mà coi chừng không đúng được rồi thì không còn 1 triệu nào. Nó tuột xuống, nó tuột luôn hết trơn. Phải không? Phải cũng cho mình biết là đường đạo đức bước đi từ nấc. Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Cho nên mình thấy hiện nay là bé Tường Lam. Thì giờ tôi muốn nói lên đây để bé Tường Lam, để cho bé Tường Lam cái đài Nguyệt Kiếp, cái thông suốt của bé Tường Lam để dẫn dắt chúng sanh, để cho tất cả những ai mà chưa có tâm tu, chưa có tâm thiện, chưa có tâm làm cái gì mà để cứu người, thương người. Để, thì thành ra bé Tường Lam sẽ trở nghe theo lời Phật, trở lại để cứu giúp chúng sanh. Dạ. Chứ không có Phật gì hết trơn. Phật thì Phật không có nói đâu. Bây giờ Phật đã nói là các chúng sanh đều có như ta, thì không phải ông Phật lúc đó ông nói chuyện như bé Tường Lam. Bé Tường Lam được lệnh nghe lời của Phật, Phật ban tâm sáng suốt, học một biết mười, học mười biết 100. Cho nên từ cái chỗ này, huynh đệ anh em nên suy nghĩ cho kỹ, đừng có tác động mà nói là cái bé Tường Lam Phật cái chảnh xuống, cái bà này xuống, bà kia tội nghiệp cho mấy cái bà đó. Mấy bà đó không có làm vậy. Mẹ Quan Âm đi chăng, mẹ Quan Âm thì mẹ Quan Âm, chứ tại sao mẹ Quan Âm mượn cái xuống đây đi làm vậy? Yeah. Không có. Mẹ Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, cứu cả muôn loài vạn vật. Cái mẹ Quan Âm không có mà xuống mà biểu mình ơn bé Tường Lam mà làm muôn loài vạn vật rồi chứ không phải. Mà con có nghe một clip là nói về bé là đệ tử của Bồ Tát ở trên xuống. Ừ. Vậy ta chú là cái câu chuyện đó đúng không chú? Không. Cái vị mà nói bé Tường Lam mà đệ tử của Bồ Tát á, thì cái vị đó ở trên Ngọc Hoàng trên hay ở đâu mà dám biết bé Tường Lam là đệ tử của Bồ Tát? Mà Bồ Tát đó là ai? Bồ Tát đó là ai? Mình đừng có nói như vậy mà nó phạm giới, mà phạm tội. Ai mà biết đặng ngày nay, mà ai mà biết đặng á, đáng ghi con trời. Làm sao phải biết bé Tường Lam mà đệ tử của Bồ Tát? Bồ Tát mà Bồ Tát, ông Bồ Tát là ông Bồ Tát gì? Phật Tổ Thích Ca hay là Phật Tổ A Di Đà hay là Mộc Kiền Liên? Đệ tử mà bây giờ sai đệ tử đi vậy rồi mình ở nhà mình làm sao đây? Không có. Nói cái đó tôi không chịu. Mà tôi gặp mấy ông, cái ông nào mà nói như vậy đó, tôi xin hỏi phải cho biết ông Phật đó là ông Phật gì.
Vì ông Phật có cho mình biết á, mình theo đạo cũng vậy, mà phải biết đạo gì, mà mình thờ ông đó mình phải biết ông đó là ông gì. Dạ. Chứ mình nghe người ta vậy, mình đi lại nhà người ta, mình thấy người ta ở thờ ông đó, về mình đi mua đi sắm về thờ ông đó, mà biết ông đó là ông gì, mà ông đó ông làm cái gì. Cho nên tất cả những cái hình tượng này lại là do ông thần Tấu. Dạ. Chuông mỏ này do ông thần Tấu mà cho nên là mình làm theo, chứ không có phải vậy. Và đừng cái tung tin ra là đệ tử Bồ Tát, mà Bồ Tát đó là cái Bồ Tát đó là ai? Phật rồi đó, biết Bồ Tát là Phật rồi đó, nhưng mà ai sai xuống, mà mình phải biết là bé Tường Lam là đệ tử của Phật Bồ Tát. Tôi không nghe mấy cái đó, tôi nghe tôi chỉ đỉnh chánh ngay chân cái chỗ là tâm sáng suốt như đài Nguyệt Kiết. Ngày xưa bé Tường Lam đã đạt được cái công tu Phật cho là tâm sáng suốt, trở lại cứu giới chúng sanh. Dạ. Đó, tôi chỉ biết bao nhiêu đó. Tôi đó đi nói lại thì tôi cũng nghĩ là bé Tường Lam là được Phật ban cho là tâm sáng suốt như đài Nguyệt Kiết. Dạ. Tánh trong như nước bích mùa xuân. Tại sao mà cái tánh không có cái gì khác hơn đi? Ăn cơm mà nghe nói ăn cơm với chuối. Dạ. Rồi bây giờ mới có bị lớn biết. Xin gạo cứu người thì tất nhiên là tâm sáng suốt rồi. Dạ, đọc kinh đó. Là đọc kinh nữa. Chú Đà Bi. À, dạ. Thì như đài Nguyễn Kiến rồi. Thì cho nên ngày xưa Phật đã ban cho cái tâm quá sáng suốt. Nếu một kiếp hay là hai kiếp gì đó đang trở thành Phật Bồ Tát. Nhưng mà ông Phật cũng nói là bỏ xác này về trở về chỉnh học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giới chúng sanh. Là bé Tường Lam trở y như lời của Phật Phật nói đó. Tôi chỉ nghe theo Phật thì tôi nói theo Phật. Yeah. Tôi không nghĩ là coi như đệ tử của Bồ Tát Bồ Tơ gì hết trơn. Tôi không chịu vậy, tôi không nghe ai mà nói bé là Bồ Tát hạ bé xuống hàm cứu dân độ thế. Theo chú Út đây nghĩ như thế nào chú Út? Tôi thì tôi không có nghĩ cái chuyện đó rồi. Cái ông mà và cho bé Tường Lam hạ xuống phàm để mà cứu độ chúng sanh, là mà cái ông đó là ông nào? Dạ đúng rồi, tôi muốn hỏi ngay cái gì mà nói là bé Tường Lam đưa bé Tường Lam đi vào cái chỗ là quá cao siêu thì trên Phật. Ông Phật cũng đâu có nói mà cái gì vậy. Dạ. Không có nói cái vụ mà đó, mà phải đưa xuống đây, mà đưa xuống là ai đưa? Không có, tôi tin chắc là không có. Bây giờ như thí dụ như người tôi nói trên cái dương thế này đi, trên thành phố, nó muốn nói là cái làm việc đi, mà muốn đưa một vị về tỉnh, thì người ta cũng đâu có nói cái ông đó mà ông đưa về tỉnh đâu. Cho nên từ cái chỗ đó mà nói cái đó là nói tôi không đồng ý cái đó. Là tội nghiệp cho cái bé Tường Lam, cái công của Phật ban mà không nghĩ chào cái công của Phật ban, mà lại nghĩ của bé Tường Lam để được lệnh sai sứ, nó tôi không chịu. Bởi vì Phật ban cái tâm sáng suốt rồi thì phải trở xuống cứu giới chúng sanh à. Dạ. Đã Phật ban rồi thì còn Phật còn biểu xuống làm gì nữa vậy? Ban rồi chỉ rồi thì coi theo đó mà làm. À, rồi về cái rồi Bồ Tát nào mà sai xuống để mà làm đi. Mà Bồ Tát sai xuống làm xuống như là mê rồi không biết cái gì hết trơn, rồi cứu ai, giúp ai? Để cho tới lớn lên rồi giúp ai, cứu ai? Hiện giờ này Phật mình đây cũng là Phật. Chứ không phải mình ma đâu. Bây giờ bữa nay ngày mai này tôi tính không được. Bữa nay tính theo bữa nay. Bữa nay lát nữa là bây giờ tôi có cái gì người ta có lại đây tôi cho người ta, đó là bữa nay tôi Phật. Dạ. Ngày mai tôi không có gì hết trơn, tôi đi gây lộn với người ta cái đó là mà. Dạ. Thì Phật mà cái chữ của là cái tâm của mình, bởi cái tâm là quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó muốn thành Phật, chỉ có một câu một thôi: nay con tỉnh ngộ quy y Phật, quy y như Phật, Phật làm gì mình làm đấy.
Phật đi đi cứu người ta thì mình đi theo cứu người ta. Dạ. Phật làm cái đó giúp người ta, mình theo giúp người ta làm y vậy đi. Nếu Phật nói không có thì thật mà đâu có nói giả, nói dối được, nói thiệt không? Thì bây giờ mình phải ráng kiếm chữ không không mà có. Ông Phật gì mình nói mình lại chùa mình thấy thấy đó là thấy cái hình tượng lá. Còn ông Phật mà hỏi trong tâm mới là Phật. Bởi vì ông Phật không cho mình biết là Phật tại tâm chứ có ở đâu xa. Mà tìm kiếm ở trên non trên núi. Với lại cha mẹ mình cũng là Phật đó chú ơi. Rõ thì nói vậy. Cha mẹ mình cũng là hai vị Phật sống đó đó. Đấy. Khỏi cần đi chùa. Khỏi đi chùa. Bởi vì ông Phật cũng nói muôn việc lành thì hiếu hạnh đứng đầu, ngàn việc dữ thì tà dâm đứng trước. Dạ. Cái hiếu cái hạnh được thôi, khỏi đi tu. Khỏi đi tu. Cái thương người giúp người được rồi, khỏi đi tu. Thương người giúp người, thương cha giúp mẹ thì khỏi cứ đi tu đâu. Ăn mặn luôn đi, đừng có ăn tương ăn gì. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Trai thật tánh, trai tâm mới quý. Ăn chay đây mà tính cái chuyện kia. Dạ. Ăn chay đây tính mà tính cái thua. Chuyện nọ, tính hơn thua. Tính làm sao mà bữa nay mình mặn cho có tiền vô nhiều nữa. Ăn chay làm cái gì? Dạ. Cái gì đó là ăn mặn cho sướng hơn. Ừ. Bởi ăn vậy chứ... mới không mình mang cái nghiệp nữa. Ăn cái nghiệp thì mang cái rồi mất danh dự danh tiếng của mình nữa. Mất xác, mất hồn á chứ, da cho da bụi. Uổng lắm. Chỉ có một kiếp thôi. Chỉ còn cái kiếp này thôi. Mà tới muôn triệu ngàn năm mới là vạn ức mới trở thành được một con người nữa, chứ không phải khi không mà đi chết dưới rồi cái tàu gì cái đầu cái lên thành người nữa đâu. Nhiều quá tội lỗi rồi chưa thành được cái cục đất nữa, chứ không phải là nó thành được cái cục đất nữa. Thành ra trong cái chỗ đó mà mình mới ráng lên suy nghĩ. Đừng thấy những gì đó người ta đã tung tin rồi mình là làm theo. Rồi cái là nó đã ảnh hưởng đi tất cả những cái chuyện mà trong một cái xã hội rồi nó tung tin ra, nó làm cho tất cả những cái chuyện mà nó không có phù hợp đối với là quần chúng nhân dân. Dạ, chừng nào tốt mình hả làm theo, còn cái nào xấu thì mình đừng làm vậy. Theo tôi thì tôi nghĩ vậy đó, tôi nghĩ là bé Trường Lam đã ăn học sáng xuống, tu luyện rất nhiều đời nhiều kiếp, tiền kiếm trước đã đạt được, cho nên Phật ban cho là cái tâm sáng xuống. Thì xuống đây để nói lên, để cho tất cả những cô bác huynh đệ anh em nghe, những người chưa phát tâm thì ráng coi theo đó mà phát tâm để là tu học theo bố thí, học theo đó mà làm theo lời của Phật ban cho bé Tường Di. Tường Lam chú. Tường Lam. Dạ. Mình tu một kiếp một thì đâu có thành, tu nhiều kiếp mới được thành Phật. Ai? Dạ. Đúng rồi. Chứ không phải mình đầu thai lên mình tu một kiếp này cái mình nói mình tu cái mình có tu rồi mình thành Phật được đâu. Ừ. Dạ, cũng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Đời nhiều kiếp. Dạ, Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy, cũng trải qua nhiều kiếp mới được thành Phật. Không sai lầm mà với cái chỗ là được Phật ban cho bé Tường Lam. Tôi không nói tiên hay là người, tôi nói là bé Tường Lam là người phàm. Nhưng mà được đắc quả tiền kiếp trước, ăn học hiện giờ này được cái thông. Được rồi, được cái Phật ban tâm cho sáng. Thì về Phật nói là tâm sáng suốt như đài nguyện kiến. Bây giờ bé Tường Lam có thể biết được tất cả những cái gì thì mình thấy là đó là tâm sát xuống như đài nguyện kiến rồi. Tại sao mới có mấy tuổi mà kinh giảng lão thông? Dạ.
Rồi bây giờ cái ông Phật ông sai cái bé Tường à, ông Bồ Tát ông sai bé Tường Lam xuống đây rồi bé Tường Lam mua quên không? Phải quên mới được chứ. Con nít mà cũng phải quên chứ. Không phải quên chứ. Tại sao mà lại đặt cái thông này thì có đó cái tâm sáng suốt như đài Nguyệt Tiếng thôi. Dạ. À, cho nên cái chỗ đó mình phải nói mà mình phải suy nghĩ. Dạ Nam Mô Phật. À, cho con hỏi con nghe nói là bé nhìn mặt người ta là biết được đoán được cái tuổi thọ nữa đó. À, thôi cái này tôi còn sợ nữa. Cái đoán người mà biết được cái tuổi thọ, biết cái số chết này đây là tôi càng không tin nữa. Càng không tin nữa. Bởi vì là chỉ có ông Phật mới biết được cái số chết này. Phật, ông trời mới biết được cái số chết này. Với lại Diêm Vương nữa. Thì bây giờ mấy vị đó mình nói diêm dương mình à, thì bây giờ mình nói chỉ có Phật mới biết được cái số kiếp của mình đi. Dạ. Yeah. Bây giờ mình đã tới đó rồi, mình chết rồi đó, tới cái số đó chết rồi, nhưng mà từ hồi bắt đầu mà nó biết rồi, bây giờ nó theo lời của Phật, nó làm phước, nó tu niệm rồi, giờ tới đó không lẽ bắt nó làm phước bắt nó lại theo đây. Phải không? Làm phước thì tăng tuổi thọ. Người ta tăng tuổi thọ, nhẹ tôi cho cái tuổi tôi nè. À, tôi tuổi chủ nè, năm nay tôi 76 tuổi nè. Rồi coi tôi sống tới cái chừng nào đây. Tôi tu năm nay nó là 40 mấy năm rồi, 41 năm rồi nè. Dạ. Tết này nè, tôi 41 năm nè. À, rồi tôi cái chết giờ. Tôi hiện giờ này tôi còn muốn chết nữa. Giải thoát sớm thì nào? Thì mình được đạt. Còn mình không giải thoát mà mình đi còn sống đây là mình chưa được đạt. Bởi vì ông Phật không cho nó tu để mà chết. Đừng có để chết đến mà chẳng có tu. Anh tu mà sợ chết thì tu cái gì? Mà đợi đến gần chết mới tu. Bây giờ tới bệnh hoạn đâu ốm mới Nam Mô A Di Đà Phật. Phật đi. Phật mà đi lợi dụng mấy vậy hay sao? Độ cho ông hết bệnh rồi đợi sao Phật ăn. Được? Mình không tu sao độ? Ăn chè, ăn trái cây hay sao đây? Dạ. Thế đâu không đỡ. Mà tới chừng đó có bắt đầu niệm Phật à? Dạ. Ai độ mình? Chừng đau niệm Phật lăn xăng. À, chừng đau niệm Phật lăn xăng. Phật đâu chứng kịp lòng người ác nha. Cho nên là tới mang đi muôn dạng người. Nếu có bệnh thì niệm Phật. Dạ. Hầu không bệnh thì Phật ở đâu? Cái chân cái chỗ cái tâm mình mà lúc mà mạnh khỏe thì đâu không có nghĩ đến Phật đâu. Lúc mà có chuyện gì đó là đau ốm xuống là niệm Phật liên chi bắt Phật chứng cho mình, lo cho mình, ai chứng cho mình đây? À, lo cho mình, chứng cho mình đi, đừng có sai lầm. Cho nên là ông Phật ông nói rồi, ông không có rời đổi, không thương ai mà không ghét ai. Cũng như mình mà muốn cắt cái nhà mà không có tiền, không có vốn gì trơn, tự nhiên như nhảy ùn vô cắt cái nhà, tiền đâu cắt. Rồi cái thiếu nợ ta mần cái đó, giá trời giá Phật cho tôi mần cái đó, đủ thế tiền đó, tôi trả nợ. Có mình ăn người đó, đậu cho người đó. Còn bao nhiêu dạng sinh linh con người ở trên thế gian này, giờ làm sao? Lúc ai cũng phải niệm vậy hết rồi cứu ai? Lúc bình thường thì không niệm Phật, lúc có chuyện niệm Phật, rồi lúc bình thường bình thường thì không làm để dành dụm để có tiền để cắt nhà, nhưng ông nhảy ra cắt nhà tiền đâu vốn đâu cắt nhà, vốn đâu cắt nhà. Bây đó giờ ra lên thì ai đâu tiếp giúp cho mình. Rồi vậy cho nên là nói cái chuyện mà nói như vậy thì tội nghiệp cho bé Tường Lam, có khi lại không phải vậy mà phải nói theo như vậy. Vì bé Tường Lam ông Phật ông trời chỉ cho mình lên được bao nhiêu là mình sống nhiêu. Yeah. Mà ông còn chưa nó. Mà bây giờ ai biết được là đáng ghi con trời. Mà bây giờ hiện nay cái trên cái cõi đời này, cái cuộc đời hạ quân này, thì Phật, Tiên, Thánh cùng nhau xuống thế. Thì bây giờ đây có Phật, Tiên, Thánh hết nè. Tại sao mấy ông kia ông Phật đó, ông nào dám đáng số người ta là tới đó chết rồi. Đáng coi, mình Tiên Thánh rồi nè, hết bị tẩu tù rồi nè, nhưng mà đoán thử coi ông còn mất kiếp hay là không. Mất kiếp mà. Nếu đoán được như vậy thì trên cái mặt cõi đời này không có ai làm ác hết.
Dạ đúng rồi. Tu hết, làm hiền hết. Mà chắc được như vậy hả? Chắc được chứ không. Dạ, nói vậy đó. Tôi nói thiệt, tôi 41 năm rồi, tôi ở đây. Tôi không có nghe, tôi chỉ nghe Phật thôi. Phật biểu tôi làm gì tôi làm theo nấy. Có khi tôi không làm theo Phật là tôi làm công chuyện của tôi. Đừng có phạm giới Phật, đừng làm gì giết người, đừng hại người. Tôi làm những cái công chuyện nhà gì đó. Chứ còn bây giờ nếu mà mình theo Phật, phải làm theo Phật. Làm theo lời chỉ thì ngày rày gặp ta. Hôm nay tôi nói tại đây, tại ngay chân cái cây chăm bầu. Yeah. Ông Phật cũng biểu nè, ông biểu làm đi. Làm theo lời chỉ thì ngày dài gặp ta. Rồi ổng cho biết là ổng về âm cảnh. Ta về âm cảnh, thiết tha tâm tràng, âm. Thì giờ thầy ông Phật, ông giờ hiện giờ này ổng đi về dưới. Ông coi cái cõi dưới, coi bây giờ cái cõi này ông mở rồi. Thì ổng về dưới, ông coi cái cõi dưới đặng mà ông mở ra nữa. Nhưng mà bây giờ lên hết rồi. Dạ, còn cảnh là cảnh tiên phải không ạ? Còn cảnh tiên là thiên hoàng mở cửa các lân. Dạ. Rồi địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mở hết rồi, nhốt để làm gì? Rồi mở cửa xem thấy ghê không? Cho Trần coi thử có mà hay không? Có đó, bây giờ hiện giờ này Phật có nè, tiên có nè. Mà ai biết ai tiên, mà ai biết ai Phật. Hôm nay cái tiền kiếp trước của mình đây, mấy con cháu có tiền kiếp trước với chú. Cũng có cái căn duyên tu, cho nên mới đi kiếm tìm tôi được tới trên này. Tôi ở xa mình quá, ở đây. Chú ẩn tu đây xa quá, đi gần cả trăm cây số á. Vợ con thì cũng có, nhưng mà mãn kiếp hồng trần, không có vợ có con gì đâu. Thôi bây giờ mình lo cho mình đi. Lo cho bá gia bá tánh đi. Lo cho mình là cái tánh phàm phu. Lo cho bá gia bá tánh đi. Thì mình sẽ được ơn trên chuyển cho mình. Dạ. Lo cho mình là tánh phàm phu. Lo cho quần chúng là tình tiên Phật. Phải không? Đúng. Là tiên là Phật. Dạ. Nhưng mà mình cái đó là lời của cô Hai Thánh Sĩ. Dạ. Cho nên ông Phật ông nói thì bây giờ mình dán theo Phật. Thế nào cũng phải trúng. Tháng này không trúng cũng tháng sau. Mà năm này không trúng cũng năm sau. Phải dính nào nhiều không nhiều thì ít. Thì ông Phật ông cho em biết. Khuyên người tu tỉnh. Ít nhiều cũng hay. Nhưng ít chứ nhiều thôi. Mà tu thì không phải là. Mà ông Phật ông chê tu nhiều hay tu ít. Miễn có tu là được rồi. Tâm phát huệ được rồi. Dạ. Mà nhưng mà cái ông Phật cũng cho mình biết là cái từ thiện là quan trọng nhất. Lành nhỏ không bỏ mà giữ nhỏ không làm. Làm cái giữ nhỏ nhiều, cái giữ nhỏ lên cái giữ lớn. Mà làm nhiều cái lành nhỏ lên là được là cái lành lớn. Không chạy đường nào thoát hết trơn á. Bởi vì ông Phật ông nói rồi, làm theo Phật. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia. Đừng có nghe người ta nói là ông hay hơn ông Phật nữa. Thì có hay hơn đó, quỷ mà, ma mà. Đức Thích Ca mà là nó còn quá ra là Đức Thích Ca được mà. Nó tài lắm, đâu phải không tài đâu. Ổng tu mà còn ám được nữa mà. Ổng là Thích Ca mà nó con giả da Đức Thích Ca đó. Thì cho nên mình phải ráng kiên trì, phải học. Thì thầy có cho mình biết là học đạo cho hoàn toàn rồi trở lại cứu giới chúng sanh. Đó. Mình trở lại cứu giới chúng sanh thì lúc đó mình đã là được Phật đã chỉ định cho mình nè, cái tâm của mình này, sáng suốt rồi. Hình như là coi như là mình chỉ còn cái ngày đó là mình khi xong đời là mình trở lên. Con thấy có con chim gì nó bự quá kìa ông Út.
nó bay lượn 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 đang đang chỗ cái điện bồ hông, nãy giờ nó bay bay nó hoài, nó bay xuống nó kìa Út. Nãy con thấy nó bay trên cái đó vậy, nó bay xuống kìa, còn kia nó bay kìa Út, quá cao Út ơi. Đại bàng hay gì á, hay chim két vậy đó, nó quay nó bay kìa. Xa quá quay không tới rồi. Tới đâu. Nó đang bay trên vòng vòng cái điện bồ hông kìa Út ơi. Nó sắp sửa báo niềm tin gì nữa, có chuyện gì sắp xảy ra nó hay sao đâu á. Nãy con thấy nó bay đằng điện bồ hông hoài á, con chim đó. Chim rất là bự luôn á. Nè mấy con cứ thấy sao đó thì chú thì trong cái nguyện ước của chú thì chú làm theo Phật chứ chú không có làm theo người nói. Yeah. Làm theo người nói thì chú không có làm đâu. À, dầu cho mà thân nhân dòng họ đi chăng mà nó chật là chú cho là chật chứ chú không có biện hộ nó lỡ lời hay là không. Làm theo Phật. Dạ. Thì được. À, dạ Nam Mô Đà Phật. Đến đây cũng xin kết thúc video. À, cảm ơn Út ẩn tu ở đây mấy chục năm, bốn mấy năm nay. À, nhờ Út chia sẻ về bé Thần Lam. À, chúc Út đi nhiều sức khỏe, an tâm an lạc, tu tấn đến ngày đắc đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Phật. Con cũng chúc cho Út năm mới được an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào để tiếp tục trên con đường tu học và đi làm việc thiện, kiếm thuốc nam và giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn Út đã chia sẻ câu chuyện của bé Tiền Lam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chúc lại cho mấy cháu được phước huệ tròn đầy, thanh tâm thường an lạc, đạo quả duyên dung. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cũng nghe là Út nghe mấy bữa trước là Út cũng có một giúp đỡ một hoàn cảnh cũng là rất là khó khăn, đang ở chỗ phòng thuốc phải không Út? Dạ dạ, ở phòng dạ. Thuốc. Vậy con nhờ Út dẫn con đi tới đó để mình quay để mình giúp đỡ cho cái cô đó được không? Đây giờ để coi đây cách khế thì hay là để mình để cái bữa nào đi. Dạ.